Thu chào cả nhà. Lời đầu tiên đến với kênh Thu Trần, Thu kính chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Hôm nay Thu đi cùng với anh Sang, anh Kiệt, em Cường đến tổ 6, ấp Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, xem anh Sang cưa cây. Mà Thu chưa biết anh Sang cưa cây gì nữa nha. Một lát rồi tới cưa rồi cả nhà cùng xem với Thu coi anh Sang cưa cây gì. Đang tới chỗ rồi. Đúng coi chừng nào đúng rồi mày coi mày kêu bắt tư nha. Thôi mình cùng đi nha. Anh Kiệt và em Cường dọn cái gốc rồi trắng rồi. Bây giờ đi tới nơi nha cả nhà. Nhóm của anh Sang là cưa cây trắng. Sáng này cao và lớn lắm luôn, cây cao khoảng 20 mét luôn cả nhà, cao lắm luôn, mấy cây loại. Sang hướng tay chân với em Cường ngay cả nhà. Em Cường tí tính leo lên cây nhỏ và nhìn sang cây lớn. Nhưng em Sang leo từ cây tre lên cây trắng bây giờ. Cái trâu này gặp lắm em cả nhà, cho nên không có ánh nắng luôn, không có sáng luôn. Chỗ này quá rộng luôn á. Không vui chút nào hả Cường? Ơi ơi, bậy bậy bồ. Con cá. Hãy subscribe.
đây kế bên nữa cả nhà. Đầu kéo máy lên. Quá trời khó leo lên đó nghe cả nhà, che sọt 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 lên khó leo. Mỗi người có mỗi nhiệm vụ, anh Kiệt thì dưới gốc, còn anh Sang và em Cường thì ở trên cây. Đây là chủ vườn. Rớt xuống đất, nó mắc kẹt ở trên tre luôn. Quá trời tre luôn. Giờ lên trên tre phủ quá, không có đường xuống luôn rồi.
Hay quá. Hay quá. Anh Sang cũng bắt đầu thương cả nhà. Còn cưa xong cây này rồi anh Sang mới cưa em cả nhà. Tại vì sợ lát nhanh xuống chúng em buồn. Che quá trời luôn. Mấy cây này là chồng mà chưa có em luôn á. Mấy này để hồi con coi ấy sao không được qua chế che này con thì con mấy cây che ngã ở đây nè. Em cường đưa máy xuống nha cả nhà. Xuống không? Rồi. Anh Sang đợi em cường cắt xong rồi anh Sang mới mấy cắt. Chủ nhà nói là mé bên kia thôi, mé bên đó, chứ không cho chúng cây sầu riêng ở đây. Tại vì giáp với ganh sầu riêng, cho nên là sợ ảnh hưởng đến mấy cây sầu riêng. Này cây tre này nó nằm trên cây sầu riêng anh cả nhà. Đó, cắt cây tre này cho nó chống cái sầu riêng này. Nhà thấy không? Nó cái sầu riêng này là to lớn lắm. Chè nó ngã cái sầu riêng. Đó. Em cường đang kéo xuống. Giò không rồi. Ngã xuống luôn đi nó hồi đó anh Kiều bắt đầu cưa cái sang cây sáng nhỏ rồi cả nhà. Nãy giờ em cường mé phần đó rồi bây giờ anh Kiều chịu phần gốc. Mé cây chỉ dây tre này nằm trên sầu riêng nè cả nhà. Đó. Vì gặp sầu riêng cho nên chủ nhà mới kêu cưa mấy cây này. Đó, em cường mé. Rồi bây giờ bắt đầu tới anh Sang xử lý cây sắn nè cả nhà. Giờ anh Sang bắt đầu xử lý cây sắn. Đó, cái này nó gặp cây sầu riêng nè. Cho nên anh Sang mé từ từ em cả nhà. Đó, anh Sang mé cho nó nhẹ nhẹ vô rồi bắt đầu mới cho nó hạ xuống gốc. Nó
nếu không khéo thì nó sẽ đẩy lên thùy. Sầu riêng nó giòn lắm nghe cả nhà, đụng nhẹ cái nó cũng đẩy lên. Rồi chuyện qua nhắn thêm cả nhà. Đang mé xong cái đoạn rồi nghe cả nhà. Tụt xuống ngay dưới luôn cả nhà. Anh Sang đã xử lý xong cái đọt. Sang cột cái cây thảy qua cây kia luôn nghe cả nhà. Thấy qua cây kia, đu dây bên cây kia. Để coi anh Sang làm sao để qua cây kia nha. 3, 4 gì đó. Giờ 3, 7 hả? Hay quá. Hay quá. Anh Sang thấy sẵn vậy đó một hồi, anh cơ cái này xong rồi là có gì.
Buồn dĩ cường. Buồn dĩ cường. Chưa mở dây máy nữa mà lâu dây đắng. Chơi kỳ kìa. Tôi dạ biết mà mình chặt bánh á. Cây nằm nhóc ở dưới. Mình làm cái cây sát chung cái nè. Như cái trà tượng này đó. Cậu đi chung phía mấy cái mé qua mé này luôn đi. Rồi đốt cái mé lại là mẹ ngã sao. Anh kẹt cọng dây lên trên xe. Cái cây sắn này xuống dữ lắm luôn cả nhà, làm giá ngon lắm luôn. Cái này hồi xưa mà các nhà lá ngang rồi làm cái cột. Cái cây sắn này xuống dữ lắm luôn cả nhà, làm giá ngon lắm luôn. Cái này hồi xưa mà các nhà lá ngang rồi làm cái cột. Cây sắn này xuống dữ lắm luôn cả nhà, làm giá ngon lắm luôn. Cái này hồi xưa mà các nhà lá ngang rồi làm cái cột. Buồn dĩ cường. Buồn dĩ cường. Chưa mở dây máy nữa mà lâu dây đắng. Chơi kỳ kìa. Tôi dạ biết mà mình chặt bánh á. Cây nằm nhóc ở dưới. Mình làm cái cây sát chung cái nè. Như cái trà tượng này đó. Cái này mà làm cái cột nhà lá ngon lắm luôn. Hơi to, hơi lớn chút, hơi nhỏ chút, nó suông gì mà như cây đang cài luôn. Có sự rung rẩy. Đúng rồi. Ở không được kìa. Đây quăng, nếu mà qua quăng cái này, hai nụ kia đây nè.
bay qua đó cả nhà. Bay qua quấn cái tay. Ê, coi dây này có dính cái gì không? Đúng rồi, nắm hai sợi dây luôn. Để cái hồ biến. Thôi. Nắm hai sợi dây luôn. À, dữ dằn. Hay quá. Hồ biến. Không có tao mới sợ mày đó Cường. Nhìn mày coi đi, hồ biến. Rồi cái qua bên kia cái lấy cái máy. Em ơi. Mày không biết không? Giờ xài máy khỏi băng mà máy mà tao thấy không? Đúng rồi. Hay quá. Anh Sang cột cái dây trên cái đọt rồi đang ngồi xuống gốc cưa cái gị cho nó ngã xuống ngay cả nhà. Có là bộ, có ha. Nghe chỗ đó ha. Nhóm của anh Sang cũng đã hoàn thành cây sáng ở ngay cả nhà. Thu cũng xin kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại video sau nhé.